anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Cao dữ vậy. Mô Phật. Cao dữ sư phụ. Dưới kia có cái suối nha. Ngồi ngay thầy sao? Được. Sao thầy? Lên lên ngồi nghỉ. Nghỉ đây được hết, tối nghỉ đây được hết, đó. Ừ. Tối lại đẹp mà. Ờ, tối đây. Còn né bắp của họ coi gãy họ đuổi. Này, dạ. Thầy lạnh không? Ờ, gió nó bay đồ hết đấy. Dạ. Cái này tìm cái chỗ khuất gió hồi nãy thầy chứ Huynh chạy trên đấy có cái bãi nào trống không? Dạ có bãi. Dạ dạ có thầy. Có hả? Dạ có khuất gió. Đồ, cũng gió dưới cái lòng sông cũng lớn lắm thầy. Sông chạy xuống dưới đây này. Ở đây tối là thầy quấn tới mấy y rồi thầy? Con có 3 y nhưng mà bây giờ còn 2 y đủ rồi. Dạ đủ ấm chứ thầy. Đủ ấm thôi. Dạ. Ờ, mọi người cứ lo cho mọi người con đủ ấm thôi. Dạ rồi, dạ. Con xin phép thầy nhé. Dạ dạ. Dạ, dạ. Mình tìm cái chỗ ngồi nghỉ nhé. Dạ dạ. Cũng vừa và mấy. Dạ dạ dạ. Rồi của ai đây? Mấy thầy chị thấy mấy thầy đi ở trên.
trong đó khá là xa nha anh chị. Các thầy ra hết một cái nghĩa địa nha. Sư chia sẻ cái cuộc bộ hành của mình từ Bắc qua Nam như thế nào thì hầu như là không có anh em nào chia sẻ được tới gần hết chương trình, không có tiếp xúc gần được. Và những chuyến mà đi bộ hành ở ngoài lộ quốc lộ á thì chúng ta không có hỏi thăm được các sư, tại vì các sư đang đi bộ hành thì chúng ta không có thể nào lại hỏi thăm các sư được của chương trình. Các sư đang ở phía trên nha. Với khoảng cách khá là xa thì các sư đang nghỉ ngơi. Hiện tại đã phát hiện ra được chỗ ở của các sư nha. Chiều ngày hôm nay là rất là ít người mà gặp được các sư của chúng chị. Rất là hiếm khi mà ngày hôm nay mà không có ai được gần các sư để mà chia sẻ những cái khoảnh khắc đẹp mà những câu chuyện mà các sư đã bộ hành trong những nhiều ngày qua. Thì hầu như là những vị mà muốn đến linh lễ thì cũng chỉ đứng được từ xa thôi quý vị, không có ai đến gần để mà gặp được các sư cả. Nói chứ bên tại đang ngồi bên kia nha. Đây, chứ bên tại ngồi bên kia nha anh chị. Bị phức rồi anh chị ơi, bị phức khúc cây rồi, không nhìn thấy được sư bên tại đâu. Nó chỗ cái người lộ vô đó anh chị thấy không? Đó, tại giờ đây qua đó xa quá anh chị ơi. Đó. Có mấy sư ở bên ngoài mình nhìn thấy được nè. Đây nè. Đó, anh chị. Đó, sư bên tại ngồi bên kia nha. Có mấy anh hộ pháp cũng như là có được một hai vị Phật tử là vào gặp để đánh lễ thôi. Đây nè, nó phát hiện được cái chỗ ở nè, rất là khó khăn mà để mà phát hiện được anh chị. Em cũng đứng khá là xa, em đứng khá là xa mới ghi hình được, và em zoom máy lại cho anh chị mình cùng xem thôi, chứ đó là mấy trăm mét đó nha, chứ không có lại gần được đâu nha anh chị. Trời nắng giấc trưa này là nhiều bà con đến tìm được cái xuống tại nè, rất là khó luôn. Mấy ngày hôm nay là trời nắng nóng đó. Mấy cô mấy chú nè cũng tìm xuống tại khắp nơi muốn gặp. Đi một cái đường vòng này nè. Thì mấy ngày hôm nay là khá là mệt thưa quý vị, thì các sư cũng đang nghỉ ngơi trên đây nè, thấy không? Đó. Hên là ở đây có một cái khu từ những quý vị với rừng cây nè, nó cũng khá là mát mẻ ha. Trong khu rừng này có cây cối rất là nhiều. Sư Minh Tệ quá.